Tần Lam và Ngụy Đại Huân bị nghi sống chung cùng nhau, khó chối cãi vì một chi tiết. Sáng nay, mùng 1 tháng 8, truyền thông Hoa ngữ đều đồng loạt đưa tin nghi vấn Tần Lam và Ngụy Đại Huân đang sống chung một nhà sau khi cả hai bị bắt gặp nắm tay tình tứ bên nhau. Cụ thể, hai nhân vật xuất hiện trong một đoạn clip từ các phương tiện truyền thông đại chúng được cho là Tần Lam và Ngụy Đại Huân đang nắm tay cùng nhau đi về. Điều này làm dấy lên nghi vấn cả hai đang sống chung dưới một mái nhà. Từ clip cho thấy, Tần Lam sau khi trở về Bắc Kinh bị bắt gặp đã đi ô tô đến gặp Ngụy Đại Huân, sau đó tài xế đưa hai người cùng đến một khu dân cư. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, cặp đôi sau đó vừa đi vừa trò chuyện, bất ngờ Tần Lam chủ động nắm tay bạn trai tin đồn và cùng về một ngôi nhà. Ở lại đây một thời gian, cả hai đều ra ngoài vì công việc, đến tối Tần Lam và Ngụy Đại Huân lần lượt trở về căn nhà này. Tuy nhiên trên thực tế, tin đồn Tần Lam và Ngụy Đại Huân bí mật hẹn hò đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2022. Các phóng viên và người hâm mộ đã nhiều lần chứng kiến cả hai diễn viên tình bể tình khi xuất hiện ở chốn đông người. Điển hình là lần bắt gặp Tần Lam tay trong tay cùng Ngụy Đại Huân du lịch tại Tam Á, Hải Nam. Hai bên có những cử chỉ thân mật, nam diễn viên còn chủ động giúp bạn gái đẩy hành lý và di chuyển vào khách sạn. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Diên Hy Công Lược đã có buổi gặp gỡ gia đình của Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên khi được hỏi về mối quan hệ này, cả hai đều từ chối khéo và không đề cập đến nửa kia. Hồi đầu năm nay, trong một lần tham gia chương trình truyền hình, Tần Lam từng khéo léo tâm sự về tình trạng mối quan hệ của cô. Chuyện tình yêu của tôi hiện tại chính là điều mọi người đều nhìn thấy, cứ từ từ thôi. Mối quan hệ của cặp đôi nảy sinh từ khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Bác sĩ Đường. Tuy Tần Lam hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi, nhưng không quá chênh lệch khi đứng cạnh nhau. Cả hai từng dành nhiều lời khen có cánh cho đối phương khi trả lời báo chí. Nam diễn viên khen Tần Lam là cô gái dịu dàng, dễ mến, còn Tần Lam thì nói đàn em kém tuổi là típ người hài hước, thường xuyên chọc cho cô cười. Ngọt ngào hết mực, nhưng cả hai cũng từng vướng nhiều ồn ào liên quan đến việc rạn nứt tình cảm. Gần 3 tháng trước, thông tin Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị từ chối trở thành tin nóng trên Weibo, chiếm vị trí thứ nhất hot search. Nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, cặp sao đình đám đang trong tình trạng chiến tranh lạnh vì Tần Lam từ chối lời cầu hôn. Nguyên nhân được cho là do phú sát hoàng hậu Tần Lam không cảm thấy sự đồng nhất trong quan điểm hôn nhân với Mạnh Yến Thần, Ngụy Đại Huân. Điều này dẫn đến chuyện tình cảm của họ rơi vào bế tắc, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngụy Đại Huân đã lên tiếng ngay sau đó. Trên trang cá nhân, nam diễn viên nói rằng thông tin đang lan truyền khiến hàng loạt bình luận tiêu cực, chỉ trích hướng về phía bố mẹ anh, mong cộng đồng mạng giơ cao đánh khẽ. Được biết, trước khi quen Tần Lam, Ngụy Đại Huân được mọi người chú ý vì hẹn hò bí mật với Dương Mịch hồi tháng 8 năm 2019. Sina tung nhiều hình ảnh video cả hai ngồi chung xe về khách sạn, đi du lịch, đến phim trường, mặc đồ đôi, nhưng Ngụy Đại Huân và Dương Mịch đều giữ im lặng. Thời điểm hai người bên nhau, Ngụy Đại Huân không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình trên mạng xã hội bằng cách để lại bình luận ủng hộ, khích lệ nữ diễn viên. Dịp lễ tình nhân, dân tình phát hiện cả hai chơi game trực tuyến đến 2 giờ sáng, nhưng khi phóng viên liên hệ hỏi về chuyện tình cảm, đôi bên đều từ chối trả lời. Mối tình của Ngụy Đại Huân và đàn chị hơn 3 tuổi gặp phải khá nhiều cản trở. Có thông tin cho biết, bố mẹ không muốn con trai yêu đương với ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, suốt ngày chỉ chăm lo cho sự nghiệp. Fan Dương Mịch cũng nhiều lần chiến tranh bàn phím với fan Ngụy Đại Huân, cho rằng nam diễn viên cố tình cọ nhiệt để nổi tiếng. Rốt cuộc chuyện tình chị em này cũng không kéo dài được bao lâu.